Dạ em chào cô chú anh chị, thì trả lời video tiếp theo của em. Thì hôm nay em xin cập nhật về cái căn nhà của anh Trọng. Thì hiện tại thì anh này ảnh đang làm cát, và ở trước sân thì cũng đổ đá rất là cao ráo luôn anh chị. Thì hồi sớm giờ thì lót gạch thì cũng sắp xong rồi, bây giờ thì anh chị thấy phía trước của căn nhà rất là cao ráo rồi, sáng sủa luôn. Thì gạch đã dán xong rồi đó anh chị. Dạ xong anh hả? Dạ dạ ủa mình mới mới đó cứng hả anh hả? Dạ rồi rồi, khi nào mình dán gì anh, dán gì mà ở giữa nè, kêu cái gì như mấy cái kẻ anh. Dạ ủa điện đài câu xong chưa anh? Yeah. À, đây một ổ điện, đây một ổ điện anh ạ. Dạ. Hình như cái chỗ này để rửa chén bát anh ạ. Rửa chén rồi thôi. Rửa chén rồi có thể là ngồi giặt quần áo cũng được. Dạ. Là làm xỉu thôi. Dạ. Còn mình mà cá đồ này nó mình mặn ngoài nó không tanh nha nhà. Để cái bếp đây, cái bàn đây, cái nồi cơm điện rồi bếp. Dạ. Cái gì cũng còn phải mua một cái bếp. Ủa. Giống như bây giờ ra cái ra riêng cho nó luôn. Phải có kiếm cái bàn đàng hoàng, thấy một cái bếp nữa. Dạ. Hay cái một cái bếp ra. Từng chi tiết nhỏ là chú anh. Cái gì chứ hết. Đó. Rất là chu đáo. Đúng không? Rồi có tấm màn cái mình dăng ngang cái mình kéo ra mình để đây thôi, đây vô đây nấu nướng thì anh em bạn bè rồi ngồi chơi đó. Dạ dạ chỗ này là có cái màn anh hả? Dạ. Ủa hồi nãy anh nói là cái bếp đặt đây. Giờ em muốn để cái bếp đây cũng được, mẹ em để đây cũng được. Không, là cái bếp đó thì mới điện xuống đó, được anh để cái bếp đây nấu cho nó bay ra đây. Dạ đúng rồi. Thì chỗ nào mình nghe bên đây có cửa sổ nè. Dạ. Có cửa sổ nè. Cái này là chỗ này rông xuống tới đây nè. Để nó nấu là chính xác. Dạ. Nấu mình kéo lại mình phá chốt rồi. Vâng. Có hợp lý rồi. Cửa là cửa nào vậy anh? Cái cửa sổ. Ngày mai mới đem về đó thì nó cũng giống như cái cửa đó. Đó. Dạ, cái cửa xanh xanh đó hả? Chắc hết. Dạ. Chắc hết. Hay mai làm cửa kia một chút, làm cửa đó làm sao? Ừ, cửa này chắc sao cũng được. Cửa này chắc được. Dạ. Muốn nấu bên đây cũng được. Nào muốn nấu bên đó cũng được. Mấy đồng? 1,5. Anh kêu em thùng mình làm 1,5 đó. Rồi còn đây nè, ngồi sắp điện thoại rồi. Rồi nấu gì chứ. Còn phải có cái quạt trong đó, em đang không có cái quạt. Cái quạt chắc bắt cái trên luôn ha. Cái quạt này riêng đây, có ngủ đấy. Dạ. Cũng phải nhiều thứ lắm đấy, chú ạ. Wow. Thấy gì? Ủa anh vậy là cả ngày hôm nay là anh ở bên đây luôn hả anh hả? Anh mấy ngày nay suốt theo anh em người ta làm, để mình có gì không diễn được cái mình thì anh em ta làm. Dạ. Thì thật sự là anh Hai Phước cũng rất là rút là phải rút tới nơi tới chốn đúng không? Làm kỹ lưỡng nữa. Làm kỹ chỗ lưỡng này, làm chuẩn chỉ quá. Chỗ này bây giờ đó, bây giờ ngày mai các bạn để nguyên một cái bàn, các bạn ra đây từ đó lại đây. Đồ ăn em nấu cơm thì nó đang đây bên đó kéo ổ điện vòng đấy. Rồi nấu cơm ở đây, nấu cơm nấu gì mới để đồ ăn ở đây. Rồi xong tắt cửa lại. Bên đó thì cái bàn kéo qua tới đó thôi, ta nhìn vô ta đâu có thấy cái gì. Ăn mình vòng ở đây giặt đồ. Dạ. Còn phơi quần áo thì phơi ở đây. Yeah. Ngoài. Không có mất, không có gì. Yeah. Mai cũng phải làm cái hàng rào. Vậy là ngày mai mình làm hàng cái hàng rào luôn không? Ờ, hàng rào chặn đúng không anh? Dạ. Nói chung cái này thì nó tiện lắm. Dạ. Đây để một cái bàn dài nè. Mai anh sẽ đem xuống một cái bàn. Mà vừa đây luôn nè. Nấu nướng, đồ ăn rồi để đây. Rồi giặt đồ thì ngồi đó rồi, cái hai giặt đồ. Dạ. Bưng ra ngoài hơi, hoặc là không giặt đây, bưng ra đây. Xả nước ngồi giặt thoải mái.
chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ nó nghỉ ngơi thôi. Dạ. Nó quá khỏe tốt. Quá sạch sẽ luôn. Em cảm ơn anh ạ. À. Không dột không gì hết là. Dạ. Dạ đây là cái căn nhà của anh Trọng thì đã hoàn thiện khoảng 90% rồi mấy anh chị. 90%. Thì anh Hai Phước thì lúc nào cũng túc trực ở bên đây để mà coi cái gì cần thay đổi thì anh Hai Phước sẽ chỉ các anh thợ. Thì anh Hai Phước thật sự rất là chu đáo trong cái việc hỗ trợ cũng như xây nhà, cũng như tạo điều kiện có một miếng đất để mà cho bác Ba có thể xây một cái căn nhà cho anh Trọng ở như thế này. Thật sự những cái tình cảm đó rất là quý. Thì bây giờ em sẽ đi ra nhà sau anh chị. Nhà sau Kiki. Ở đây có mấy con chó nhìn thấy cũng vui. Nếu mà ai yêu chó là sớm này có mấy con chó nhiều lắm. Đây là cái căn nhà tắm đây. Đúng rồi. Lấy quyến không? Lấy quyến không? Hả? Lấy quyến không? Hả? Tao bỏ đi. Phải mua. Nó có thôi. Mà chắc anh Duy nó không có. Dạ. Phải mua. Gà nó không điện. Ừ, nó. Nhiều thứ lắm. Nhìn chậu giặt quần áo đủ thể loại hết. Đó. Nhiều và thứ. Và bây giờ thao nồi không có. Ít nhất anh cũng phải mua cho nó vài cái thao, vài ba cái rổ. Dạ. Phải mua cái đồ úp chén ngay cái sàn nước luôn, giữa là sao úp đó liền khô cái chảy đó. Dạ. Yeah. Tính phải cho nó gọn. Dạ. Thì gần nó đơn sơ, nhiều cái đó. Mà chưa chắc thì nó có đũa chén này, nó có chừng mấy cái. Dạ. Yeah. Quạt, ngủ cái này mà không có quạt thì sao, thấy mát mát chứ nhiều khi trời đứng gió thì phải nhờ cái quạt nó thổi. Dạ đúng rồi. Buổi trưa á, mấy tô nữa. Ừ. Ở đây là chắc là sau này nó mát lắm. Dạ. Thấy gì chứ nó phát sinh. Trưa thì nó hơi nóng rồi chứ sáng với chiều không rồi. Trời rồi mưa rồi cái ở đây lạnh á. Dạ. Mát lắm. Ừ. Trời mưa là mình khỏi sợ quạt à. Khỏi. Thấy gì chứ nó phát sinh ra cái chút chứ. Bây giờ nó về nó không có gì chứ. Chứa chân giáo thì mình phải mua cho nó. Dạ. Có cái cây quạt rồi cơm điện. Dạ. Rồi chén bát đủ này nọ. Ôi, giống phụ nữ. Dạ. Vậy là ngày mai anh đi mua cho anh Trọng nữa hả? Thì ai hôm nay thì bắt đầu anh cái gì xong rồi bắt đầu tới mai là anh đem cái bàn xuống. Dạ. Cái bàn nó rất là gọn, nấu nướng đồ gia vị đồ để góc này, nồi cơm điện để đây mình ghi mình nấu xong rồi đồ ăn ra để ăn thì nào muốn ăn thì ăn. Dạ. Có bàn đàng hoàng. Dạ. Bàn dài các bạn dài. Dài là vừa luôn cái đó. Dạ. Yeah. Thấy chứ nó cũng ổn định rồi. Dạ. Yeah. Cool. Mua cái quạt đứng gì nó mua di chuyển chỗ nào nó thì di chuyển. Dạ. Cho quay hướng nào cũng vậy. Dạ. Rồi em cảm ơn anh đã chia sẻ cũng như là đã giúp đỡ được một phần nào cho anh Trọng. Em cũng xin chúc anh được nhiều sức khỏe cũng như là nhiều thành công để có thể san sẻ được một phần nào đó cho những người kém may mắn và những người giống như là hoàn cảnh của anh Trọng hiện tại. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Yeah.